Vậy chắc được đấy. Tại vì cái hệ thống cái này nó nghiêng này. Cái này hơi nghiêng một chút. Sổ sữa con không chịu. Thank you.
Tức là sau khi em làm lễ chào cờ xong là tự động anh số là em tiếp cận nha, tức là mình khỏi cần phải nói nhau cái gì hết á.
Chị Ngọc ơi, chuẩn bị làm chở dẹp màn hành chính đi chị Ngọc ơi. Chúng ta bắt đầu tiến hành chuẩn bị phần lễ khai giảng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý phụ huynh học sinh, cùng thầy cô và các học sinh thân mến, mở đầu chương trình lễ khai giảng năm học 2021-2022 là phần nghi lễ chào cờ. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý phụ huynh, thầy cô và các em hướng về quốc kỳ để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Xin tất cả chúng ta chỉnh đốn trang phục đứng lên. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô, toàn thể các em học sinh đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay và tất cả các điểm cầu lời chúc tốt đẹp nhất chúc lễ khai giảng năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị
đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hòa trong không khí cả nước chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Hàng năm, cứ vào mùa thu lịch sử, hàng triệu các thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan đón chào năm học mới và bắt đầu một hành trình khám phá tri thức mới. Nhưng mùa khai giảng năm nay thật đặc biệt, không cờ hoa, không rộn ràng tiếng trống, mà thay vào đó là sự đồng lòng của cả nước nói chung và toàn thành phố Thủ Dầu Một nói riêng trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh. Trong hoàn cảnh đó, toàn ngành giáo dục quyết tâm không bỏ lại tôn chữ phía sau, vẫn mong muốn mang đến cho các em học sinh có một ngày khai trường không kém phần ý nghĩa. Với mục đích đó, được sự hướng dẫn chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, được sự đồng tình hỗ trợ của chính quyền địa phương, hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2021, thầy và trò trường tiểu học Giáp Mỹ và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Về dự lễ khai giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Dầu Một. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Võ Ngọc Mai, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Dầu Một đang tham gia buổi lễ qua điểm cầu, xin trân trọng giới thiệu. Về phía chính quyền địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Thị Minh Tâm, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Giáp Mỹ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Thanh Bảo, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giáp Mỹ. Về phía hội phụ huynh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Nhân, Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Về phía đại diện nhà trường, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Công, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường tiểu học Chánh Mỹ. Bà Dương Thị Hào, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Bà Hồ Mỹ Duyên, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Chánh Mỹ. Bà Phạm Thị Mai Hoa, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Ông Trần Khắc Huy, Chủ tịch công đoàn cơ sở trường tiểu học Chánh Mỹ. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch công đoàn cơ sở trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện quý thầy cô của hai trường cùng các em học sinh đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, lời dạy của Bác vẫn còn vang vọng mãi với bao thế hệ người dân Việt Nam. Thực hiện di chúc của Người, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực để đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng xu thế hội nhập của toàn cầu. Nhân dịp khai giảng năm học mới, năm học 2021-2022, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh đứng lên lắng nghe thư của Chủ tịch nước qua phần trình bày của đồng chí Vương Thanh Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chánh Mỹ, xin trân trọng kính mời.
Sau đây, tôi xin phong qua thư chúc mừng của Chủ tịch nước trong ngày khai giảng năm học mới. Với chủ đề niềm tin và hy vọng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968, các hồ đã căn dặn ngành giáo dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Đã 53 năm, ngành giáo dục chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19 diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt như lời Bác dạy năm xưa. Với tinh thần niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn cùng với những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các nhà, gia đình, giáo viên, sinh viên, học sinh ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn trong cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và những mất mát về sức khỏe người thân. Tôi hiểu với người làm thầy, làm cô và với các em học sinh, sinh viên không thể đến lớp vào mùa thủ trường là một sự trống trải đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào có những y bác sĩ đồng thời là giáo viên, những em sinh viên, nhất là sinh viên ngành y đang ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, thân ái gửi đến các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Các đồng chí, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, nhiều học sinh, sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách, việc học trực tuyến còn những hạn chế bất cập và không đồng bộ, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu các điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến những cảnh những cái câu F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo. Những thiếu niên nhi đồng phải rời xa gia đình, xóm làng phải đi điều trị hoặc cách ly tập trung, do vậy đã bị ngắt quãng nghỉ học. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chúng ta hành động cùng với ngành giáo dục vì tương lai của đất nước, tương lai của con em chúng ta. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nào có thể vượt qua tinh thần hiếu học, không có khó khăn nào có thể làm trùng bước ý chí phấn đấu quyết tâm vừa này thực sự chinh phục kiến thức để làm rạng danh tổ tiên phụ sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt ngàn năm dân hiến. Vì vậy, với các em học sinh, sinh viên trong bối cảnh thử thách này, Chủ tịch nước muốn nhắc lại niềm tin yêu, hy vọng của các hồ kính yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945. Năm sau Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước đến đài vũ vang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn công lao học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 trước tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và tận dụng nhân tài. Như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, xây dựng triển khai kế hoạch năm học vừa linh hoạt vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên và giáo viên, vừa hoàn thành được chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến tình hình dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở các học sinh, sinh viên, đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ nói theo trong công tác phòng chống dịch. Các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh thành trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đẩy lùi và đầy đủ và hiệu quả
tiêm chủng vaccine và 5K. Chúc thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn đi lại trước đây đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa bà Võ Ngọc Mai, chuyên viên phòng giáo dục đang dựng ở điểm cầu trực tuyến. Kính thưa bà Lê Thị Thanh Tâm, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường Chánh Mỹ. Kính thưa ông Vương Thanh Bảo, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Chánh Mỹ. Kính thưa ban đại diện cha mẹ học sinh, quý thầy cô giáo, các em học sinh ở hai trường. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh thân mến, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi hàng hiệu học sinh trong cả nước đón chào năm học mới. Hôm nay thầy trò trường tiểu học Chánh Mỹ, trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Trong buổi lễ trang nghiêm này, cho phép tôi được thay mặt chi bộ ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của hai trường xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các bậc cha mẹ phụ huynh đã đến dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 cùng với thầy và trò hai trường trên địa bàn phường Chánh Mỹ. Xin được chào mừng quý thầy cô, cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 2.000 học sinh đã có mặt đông đủ trực tuyến trong ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi xin chúc và chào đón 200 em học sinh lớp 1 và 230 em học sinh lớp 6 vừa tham gia học tập tại ở hai trường. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em thân mến, năm học 2020-2021 vừa qua được xem là năm học có nhiều thành công, trong đó các mặt về chất lượng học sinh, tỷ lệ học sinh lên lớp 98% trở lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100% và tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 đạt 98.9%. Các em tham gia các phong trào các cấp đều có giải ở cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp thành phố. Về chất lượng đội ngũ đạt 100%, trong đó trên chuẩn là 85.7%. Về cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng cho việc học hai buổi trên ngày ở cả hai nhà trường. Về khuôn viên hai nhà trường đã từng bước được bổ sung làm mới khang trang sạch đẹp hơn. Kết quả thi đua ở hai đơn vị thì được ủy ban dân thành phố khen tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, được ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Về công đoàn hai trường, hai nhà trường thì đạt vững mạnh xuất sắc. Về đoàn thanh niên hai nhà trường đạt xuất sắc. Về đội hai nhà trường xuất sắc. Xin thay mặt nhà trường, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của thầy và trò trường tiểu học Chánh Mỹ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh học sinh, sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các đoàn thể của địa phương, lãnh đạo giáo dục đào tạo thành phố Thủ Dầu Một. Trong năm học 2021-2022, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chỉ đạo dạy và học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, đổi mới công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật nhà trường, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Để những nhiệm vụ trên thực hiện có chiều sâu và đạt hiệu quả cao, tôi kêu gọi tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của hai trường, các em học sinh, các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh, các cấp ngành giáo dục địa phương chung tay góp sức xây dựng hai nhà trường ngày một vững bước đi lên, với niềm phấn khởi tin tưởng vào sự thành công của năm học mới. Tôi trịnh trọng tuyên bố khai giảng năm học 2021-2022. Xin kính chúc quý đại biểu sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý thầy cô giáo, các em học sinh bước vào năm học mới tràn đầy niềm vui với nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Đạo đức tác phong để ngày càng xứng đáng với sự mong đợi của thầy cô giáo và các bậc cha mẹ.
để góp phần làm đầy thêm thành tích của ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cường. Đồng thời, em cũng muốn nhắn nhủ tới các em học sinh lớp 6, 7, 8, các em học sinh trường tiểu học Chánh Mỹ, hãy nỗ lực chuyên cần, chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô giáo để trở thành những công dân tốt có ích cho đất nước. Chúng em xin hứa sẽ thực hiện tốt thông điệp 5K, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để chúng em được mau chóng tới trường. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô dồi dào sức khỏe, thành công hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt được ước mơ của mình trong cuộc sống. Chúc cho buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Kính chào ban giám hiệu nhà trường, quý phụ huynh học sinh cũng như là các em học sinh đang dự ở điểm cầu của hội trường của ban nhân phường cũng như là các điểm cầu trực tuyến khác. Hôm nay thì lãnh đạo địa phương, đại diện cô và đồng chí Vương Thành Tạo, chủ tịch của ban nhân dân phường đến dự lễ khai giảng năm học. Chúng tôi rất là vinh dự được dự cũng như là có đôi lời phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022. Kính thưa quý thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến, thì đối với lễ khai giảng năm 2021-2022 năm nay là cái buổi lễ khai giảng rất đặc biệt so với các năm không được khai giảng trực tiếp tại cơ sở nhà trường mà phải qua hình thức trực tuyến. Tuy vậy, buổi lễ khai giảng hôm nay thì cũng không có mất đi cái phần ý nghĩa cũng như là tâm thế của các em học sinh để bước vào một năm học mới. Rất là mong đối với mặc dù những cái khó khăn do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tác động đến thành phố Thủ Dầu Một nói chung cũng như là phường Chánh Mỹ nói riêng và đối với các em học sinh cũng như là nhà trường, đối với các trường từ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Chánh Mỹ. Tuy nhiên là rất là mong quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh cố gắng vượt qua những cái khó khăn, những trở ngại do tác động của dịch bệnh để mà đạt được những cái thành tích tốt nhất, phấn đấu giữ vững phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường cũng như là của địa phương đối với năm học 2021-2022. Đồng thời là gửi niềm tin vào các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh sẽ cố gắng trong cái thời gian đầu mà thực hiện hình thức học trực tuyến thì vẫn đảm bảo là giải học sáng tạo, học tập chủ động để mà cái việc học tập được diễn ra xuyên suốt, không vì lý do dịch bệnh mà làm trở ngại gián đoạn trong cái việc học tập của các em. Và kính mong quý vị, kính mong là quý vị phụ huynh học sinh cũng như là đối với các em học sinh, quý thầy cô giáo thì chúng ta thực hiện tốt những cái thông điệp của Bộ Y tế về 5K, 5T và nhất là những cái chỉ đạo về việc thực hiện giãn cách xã hội để sớm về địa phương vượt qua những cái tác động của dịch bệnh, đưa vào cái địa phương trở lại trạng thái bình thường mới để các em học sinh là sớm quay lại trường học và tiếp tục cái nhiệm vụ học tập, không bị gián đoạn trong cái quá trình học tập của mình. Lời cuối cùng thì thay mặt lãnh đạo địa phương xin gửi lời chúc mừng đồng nghiệp nhân buổi lễ khai giảng năm học mới và kính chúc quý thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh và các em học sinh luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thị Minh Tâm. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, tiếp theo chương trình buổi lễ, xin trân trọng kính mời cô Dương Thị Hào, hiệu trưởng
trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ có đôi lời đáp từ và đánh trống khai trường trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Thưa bà Võ Ngọc Mai, chuyên viên phòng giáo dục đang dự lễ khai giảng tại điểm cầu trực tuyến. Kính thưa bà Lê Thị Minh Tâm, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường Chính Mỹ. Kính thưa ông Vương Thanh Bảo, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Chính Mỹ. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Thay mặt ban giám hiệu một dòng sư phạm hai trường, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của phòng giáo dục, các ủy đảng và chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy phường Chính Mỹ và tâm tư tình cảm của địa phương gửi gắm. Cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các bậc phụ huynh học sinh, sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội trong năm học vừa qua và năm học tới. Trước thềm năm học mới, với tinh thần vượt khó của cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, với sự quan tâm của địa phương và các cấp, các ngành, thầy và trò trường tiểu học Chính Mỹ, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ hứa quyết tâm thực hiện tốt thông điệp 5K để cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2021-2022. Thank you.